Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Big Vlog Cuộc Sống Mỹ. Vậy là ở video trước, hai vợ chồng Big đã có cơ hội đưa mọi người đi tới khu vực sa mạc El Dorado Canyon để đi thăm ngôi làng ma Nelson Ghost Town. Và ngoài ra chúng ta đã lái xe để chinh phục khu vực sa mạc. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng Big sẽ tham gia nhiều những hoạt động thú vị hơn nữa ở El Dorado Canyon. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục đón xem video của ngày hôm nay. Sau 1 tiếng rưỡi lái xe đã quá trời đã ở khu vực sa mạc xong thì bây giờ tất cả mọi người sẽ quay trở về địa điểm tập trung, đó là ở thị trấn ma Nelson Ghost Town. That's so cool. Yeah. Well, you got feel free to walk around. Got a little museum over there, things to purchase. We got a whole bunch of stuff down. Oh, once we take the machines down. Okay. So you have four, so we're checking out, right? At first I was like, how is that? Air hose. Oh, right. Seven, and I was like, that must be always just 3 times. Why is there dust inside the bag? Yeah, there's dust everywhere. It was zipped. Đây là bên trong cái khu mua sắm, cái souvenir. You want a bin of white? Đem người rồi. My dad love these things. Bố biết là thích mấy cái đá như thế này. Nhưng mà ở Việt Nam mình đá nhìn nó đẹp hơn đó mọi người. What is that? Arrowhead. Oh, arrowhead. Interesting. You going to get some? No, I did. I went to Grand Canyon, remember? Oh, yeah. These are big ones, though. These are spear. Melted butter, sea salt, bacon, take it out, put milk butter, on top. Hai vợ chồng Mick nói chuyện với cả cái cặp đôi mà đi cùng hai vợ chồng Mick á. Cái cô đấy ban đầu là ông chồng lái, nhưng mà sau thì người vợ lái. Lúc mà đầu tiên á, cái chặng đầu tiên thì nó sẽ đi. Nhưng mà đến chặng thứ hai, trời ơi, khủng khiếp luôn mọi người. Cô ấy với cả ông chồng cũng tâm sự với hai vợ chồng Bích là khó đi quá, cô ấy sợ lắm mọi người. Thế mà cô ấy lúc đầu cứ rủ Bích là lái kiểu chặng hai lái đi á. Trời ơi, cái chặng hai mới gọi là chặng khủng khiếp. Đẹp lắm mọi người. Đi lại quanh đây một lúc nghỉ ngơi, sau đó thì sẽ đi tới chỗ khai thác vàng nếu như biết không nhầm. Đây, are we going to the gold mine? Yeah. Oh, after this way? Yeah. Are we walking there or are we going to drive the ATV? I think he said driving the ATV. Yeah, I think so. Oh. Why, you want to do it? Oh no, I'm not. I really don't want to. Yeah. Hey. All this stuff that says "Do not touch," I would want to buy. I know. Look at this. Like a what? Mini gold straining area. Oh. Cái này là máy để tìm vàng đó mọi người, kiểu lọc đá, các thứ sỏi đá để đánh vàng. That's cool. Một gia đình là họ sở hữu cái property này á. Chuyến đi lần này của hai vợ chồng Bích thì nói là mạo hiểm như vậy thôi, nhưng mà cũng khá là an toàn mọi người ạ, nếu như mà mình có nghe theo hướng dẫn của người hướng dẫn viên á. Tuy nhiên là anh hướng dẫn cũng cho hai vợ chồng Bích coi một số những cái tấm ảnh mà đây là hậu quả của việc không chịu nghe theo lời người hướng dẫn viên, cứ thích làm theo ý của mình. Có một số người đi theo tour, họ lái xe theo ý thích và cuối cùng là đã đâm thẳng vào những cây xương rồng, cuối cùng thì là tự làm đau mình.
Ở video trước, Bích có kể với mọi người là thị trấn này cũng là một trong những thị trấn hết sức là nổi tiếng, được rất là nhiều đoàn làm phim cũng như là những cái đoàn làm MV, quay video âm nhạc á, họ chọn để làm bối cảnh. Thì hiện tại là anh hướng dẫn viên có cho hai vợ chồng Bích coi một số những cái bộ phim mà đã được quay ở đây á. Và ngoài ra thì ở đây còn rất nhiên xung quanh ở đây tuy là có con người sống nhưng mà sống cùng động vật hoang dã. Và đây chính là một số những con rắn mà người chủ ở đây họ đã bắt được và bây giờ hiện tại đang bị đông đá. Còn bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng đi với cả hai vợ chồng Bích để khám phá một cái mỏ vàng. Đáng tiếc là cái mỏ vàng này đã được bị bỏ hoang khá là lâu rồi. Nhưng mà cũng có lẽ là bởi vì bị bỏ hoang thế nên là bây giờ chúng ta mới có cơ hội để vào khám phá xem là bên trong đó có những cái gì. Như Bích có giới thiệu ở video trước thì toàn bộ cái khu vực này hình như đâu đó là tầm độ khoảng 50 acre là được sở hữu bởi một gia đình và nó còn bao gồm cả cái mỏ vàng mà đã bị bỏ hoang kia nữa. Thì khu vực El Dorado Canyon này thì rất là nổi tiếng với cả hoạt động đào tìm vàng và ngoài ra còn bạc nữa. Sự tồn tại của vàng và bạc ở đây được phát hiện bởi những cái người đi khảo sát địa hình người Tây Ban Nha vào những năm 1775. Hoạt động tìm kiếm khai thác vàng ở đây thì được kéo dài cho tới tận chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau này thì gần như là bị đóng cửa bởi vì chi phí hoạt động những cái mỏ vàng như thế này rất là cao á. Bây giờ sẽ đi tham quan cái khu vực này, sau đó thì chắc là sẽ đi tới cái gì nhỉ? Tự nhiên quên tên chỗ khai thác vàng á mọi người. Ở đây thì rất là nhiều đồ cổ. Như là đi lại ở đây thì phải rất là cẩn thận bởi vì có rắn, là loại rắn độc đó mọi người. Một bộ sưu tập, một dàn xe siêu sao. Hóa ra là cái máy ngay trước mặt mọi người. Cái này là một trong những cái máy để sử dụng lọc đất sỏi để khai thác vàng đó mọi người. Ở đây cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng mà phải rất cẩn thận với cả động vật hoang dã. Và ngoài ra thì nó rất là khô mọi người ạ. Mất nước cũng rất là nhanh. Thế nên là ngày hôm nay là phải uống rất là nhiều nước. Đây là địa điểm. Hình như đây là cái máy bay mà có một đoàn làm phim họ đã sử dụng đó mọi người. Họ để lại cho người chủ của cái property này á. Đây. How is this person supposed to go to the left? So when he hit the first trigger, the plane supposed to went back. Yeah. And when it was going back and it supposed to fell off the roof, got a chance to keep the plane. Đây nữa, đây là một phần mà khi mà họ quay phim họ kiểu như là cho nổ cái máy bay á. Họ để cho người ấy, người cái chủ họ giữ lại này. Bây giờ thành ra có một cái địa điểm để tham quan. Bây giờ thì mời mọi người cùng đi khám phá mỏ vàng cùng với cả hai vợ chồng Bích nha. Cái cảm giác đầu tiên khi mà bước vào đây đó là trời ơi, nó mát rượi luôn ạ, giống như là có điều hòa vậy. Ban đầu khi mà bước vào thì thấy cũng rất là bình thường, nhưng mà khi mà càng đi sâu vào phía bên trong thì mới cảm thấy là nó tối, thật là tối luôn ạ. Lúc ban đầu khi mà bước vào thì còn cảm thấy là nhìn thấy mọi thứ khá là rõ ràng, nhưng mà khi mà đi sâu vào phía trong thì thực sự nó rất là tối mọi người ạ. Và anh hướng dẫn viên là cũng bật thêm đèn á. Tuy nhiên là những cái đèn này chỉ là sau khi mà người chủ nhân họ đã mua lại cái khu mỏ này thì họ lắp thêm để cho khách du lịch có thể vào đây tham quan thôi á. Còn trên thực tế thì những người trước kia lao động ở cái khu mỏ này họ phải làm việc trực tiếp trong bóng tối. Ngày xưa khi mà những người công nhân họ làm việc trong những cái khu mỏ như thế này để có ánh sáng thì họ sẽ sử dụng nến mọi người ạ. Nến chứ không, tất nhiên là không phải đèn như thế này, bởi vì thời đó thì công nghệ khoa học hầu như là chưa phát triển. Điều kiện lao động của những người này thì cũng rất là khó khăn á. Theo mọi người thì chủ của hai cái hầm mỏ như thế này, họ nếu như mà như bây giờ thì chủ của hầm mỏ sẽ phải cung cấp những cái phương tiện lao động
cũng như là bảo hộ lao động cho người công nhân. Tuy nhiên là ngày xưa thì đúng cái kiểu miền Tây hoang dã. Ngay cả những người mà làm việc ở đây, họ chỉ được trả lương, sau đó thì họ phải tự cung cấp cho chính bản thân mình những cái dụng cụ lao động, ngay cả một cây nến cũng vậy, họ cũng phải tự cung cấp. Nghe anh hướng dẫn viên kể mà cũng thấy rất là tội. Ngày xưa mỗi lần mà họ, bởi vì họ phải tiết kiệm nến các thứ mà mọi người, tiết kiệm chi phí làm việc, thế nên là khi mà nghỉ ngơi á thì họ phải thổi tắt nến, coi như là nghỉ ngơi, ăn uống đều trong một điều kiện rất là tối, bởi vì không thể lúc nào mà cứ tới lúc nghỉ thì mình lại đi ra ngoài được, bởi vì khoảng cách từ cửa cho tới cái chỗ làm việc có khi nó rất là xa. Và hiện tại là anh hướng dẫn viên đang gọi là mô tả cho hai vợ chồng Bích cái cách mà người ta khai thác vàng ngày xưa với những cái dụng cụ hết sức là thô sơ. Và nếu như mọi người có để ý ở trên màn hình á, thì có thể thấy là người ta rất là lạ ở đây, là người ta kiểu như là đục đẽo, không có một cái đường đi lối lại nào cụ thể á, cứ xuyên ngang xuyên dọc không ạ. Bởi vì sao? Bởi vì họ không, kiểu như là họ không phải là giống như là đào hầm để cho phương tiện đi qua lại, là đi theo một con đường nhất định, mà đây là họ sẽ đào theo cái đường vân vàng mọi người ạ. Như mọi người có thể thấy, anh ấy đang chỉ cho hai vợ chồng biết được thấy là trên những cái tảng đá ấy có những cái đường vân màu trắng trắng á, thì đó chính là những cái đường vân vàng. Và thường là ở đây những cái người công nhân là họ sẽ đào theo những cái đường vân như vậy, và họ cũng chỉ theo những cái đường vân lớn thôi, bởi vì ở cái khu vực này á thì bởi vì cái địa chất, địa lý ở đây nó hơi khác biệt, thế nên là những cái vàng ở đây đều là vụn vàng. Bởi vì nó là vụn vàng thế nên là người ta cũng chỉ có khai thác theo những cái đường vân lớn thôi thì sẽ lấy được khối lượng vàng nhiều á. Còn những cái đường vân nhỏ thì thực sự là tốn sức mà lại không lấy được là bao á. Lúc này đây là anh hướng dẫn viên đã tắt tất cả mọi loại đèn và chỉ có đúng một điểm, đúng một cây nến thôi, để cho mọi người có thể thấy được là cái điều kiện làm việc hết sức là khắc khổ của những người ngày xưa đi tìm vàng á. Ngoài ra anh hướng dẫn viên cũng có kể cho mọi người được biết là ngày xưa bởi vì cái điều kiện nó làm việc hết sức là tệ, không có những cái đồ bảo hộ mọi người, thì có những cái lúc mà có những người công nhân họ hít phải những cái khí bụi do khi đào đục tìm vàng á, thì chỉ sau một tuần làm việc là họ có thể bị mất mạng. Có rất là nhiều người biết điều đó. Điều đó không phải là sự cái gì đó bí mật mà những cái người chủ nhân của khu khai thác vàng giấu gì hết, mọi người đều biết. Tuy nhiên là bởi vì quá tuyệt vọng để kiếm tiền, thế nên có những cái người mà họ sẵn sàng hy sinh chỉ kiếm được những cái đồng tiền nhỏ nhoi, sẵn sàng hy sinh tính mạng của bản thân. Và biết đố mọi người là ở những cái khu mỏ vàng như thế này thì làm cách nào có thể lấy được cái kiểu như là có thể sở hữu được một cái khu mỏ như thế này. Ở đây phong cách rất là miền Tây hoang dã mọi người ơi, bởi vì họ coi như lấy sinh mạng của nhau là có thể lấy được sự sở hữu, kiểu như là có thể chiếm được những cái khu mỏ vàng như thế này rồi. Ví dụ như anh Nga sở hữu khu mỏ này mà tôi muốn lấy thì tôi chỉ cần phải đoạt tính mạng của anh ấy là có thể lấy được. Mà thực sự là cái khu mỏ này nếu như nói là có ma thì chắc là Bích cũng tin đó mọi người, bởi vì ở trong cái kiểu như là cái môi trường làm việc như thế này nó hết sức là phức tạp và có đủ các thể loại người á. Có những người đã bị mất mạng ở đây với rất là nhiều lý do á, thế nên là có những cái lúc mà ở trong kiểu như là khi mà đang đứng ở khu hầm mỏ tự dưng thấy gió lạnh thổi qua mà Bích thấy rộn hết cả gai ốc. Thực sự là trong một video thì Bích không thể nào mà cung cấp hết tất cả mọi thông tin cho mọi người được. Ngày chuyến đi ngày hôm nay là hai vợ chồng Bích đã học hỏi được rất là nhiều, bởi vì cái thời gian mà ở trong khu mỏ vàng này là cũng rất là lâu, phải đâu đó cũng tận gần một tiếng đồng hồ á mọi người. Thế nên là Bích chỉ có thể tóm tắt được một số thông tin hết sức là ngắn gọn để truyền tải tới cho mọi người thôi á. Ngày hôm nay thì thực sự là hai vợ chồng Bích đã có một cái trải nghiệm hết sức là tuyệt vời, đặc biệt là anh hướng dẫn viên du lịch thì đúng là 10 trên 10 luôn mọi người ơi. Anh ấy hiểu biết rất là nhiều á, thế nên là hai vợ chồng Bích đã học hỏi được từ anh ấy cũng kha khá thông tin. Còn bây giờ thì hai vợ chồng Bích sẽ phải rời xa khu vực El Dorado Canyon này để quay trở lại thành phố Las Vegas, bởi vì tối ngày hôm nay thì hai vợ chồng Bích đã có một số những cái hoạt động mà đã được định trước rồi, thế nên là không thể chậm trễ mà phải trở về luôn. Video của ngày hôm nay thì Bích xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi quan tâm và theo dõi những video của gia đình Bích. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. See you next time. Bye!